Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có gặp một cái cục đẩy nó bị cháy mất bị lắp nguồn các bạn. Đây. Đấy. Cháy mất bị lắp nguồn. Thì khi thay bị lắp nguồn ấy thì chúng ta cần lưu ý những cái gì? Đó là chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của cái bị lắp của cái khối nguồn này nó hoạt động như làm sao này. Thì chúng ta mới có thể là thay biến áp tương ứng được. Đây mình sẽ thay một con biến áp của cái đẩy 4 kênh vào. Nha. Đây các nguồn ra này. Thì mình đã ngồi mình vẽ lại sơ đồ khối nguồn con này. Các bạn thấy không? Nguồn con này nó khác với cả nguồn của âm ly nha các bạn nhé. Đây. Đây chính là khối nguồn con này các bạn ạ. Con này nó sử dụng hai cầu nắn, một cầu nắn BD2 và một cầu nắn BD3. Đấy. Cái biến áp này của mình này. Cái biến áp này của mình này thì nó sẽ tạo ra các cái nguồn đó là 0V. 0V. Cái nguồn này là nguồn 35V. 35V. Cái nguồn này của mình nó là cái nguồn lấy số điện thoại. Nguồn này là nguồn 70V. Này là 70V. So với cái gọi cái 0V này. Anh lấy số điện thoại đi. So với 0V này. Thì hai cuộn này sẽ lấy ra nguồn là âm dương 35V đi vào một cái cầu nắn. Đấy, hai cái nguồn ngoài sẽ lấy ra âm dương 75V nó đi vào một cầu nắn. Đây là mấy cái cục sạc nhá. Thì đây là mấy con tụ mình sẽ mắc nối tiếp nhau như thế này. Chân giữa này này, nó sẽ nối vào một cái đường gọi là đường GND. Và cái nguồn của mình này, nguồn âm dương 35V này sẽ được lọc bởi hai con tụ này C2 và C3 này, các bạn thấy không? 665. Đấy. Và cái nguồn âm dương 70V nó được lọc bởi con tụ C1, C2, C3 và C4 thì lọc bởi bốn con này luôn các bạn nhé. Đấy, lọc bởi bốn con này luôn. Nếu trường hợp mà nó chạy nguồn lúc mà nó tín hiệu vào yếu ấy, nó sẽ chạy cái nguồn mức thấp này này. VL cộng và VL trừ này. Nó chạy nguồn mức thấp này. Thì cái nguồn này không sợ bị sụt áp bởi vì nó có một cái nguồn đây nó đưa vào này các bạn này. VH cộng VH trừ đưa vào này. Đây là ý hiểu của mình là như vậy nha các bạn nhé. Đấy thì cái con này nó mắc như thế này, thành ra rất là hay cái này. Nó không gây ra hiện tượng ù như kiểu âm ly, bởi vì là nó không có hiện tượng bị lệch áp hoàn toàn, bởi vì cái âm đẩy này nó chạy ở hai cái giải nguồn khác nhau. Đấy, một cái giải nguồn mức cao và một giải nguồn mức thấp. Đấy nên không có ít khi xảy ra hiện tượng ù lắm các bạn. Đấy. Đây là máy biến áp mình nhá. Đây là hai cầu nắn và đây là cái sơ đồ thực tế này. Trên thực tế thì là nó không phải sử dụng một tụ mà hai tụ mắc song song nhau. Đấy, cứ hai tụ mắc song song nhau, hai tụ mắc song song nhau. Đây. 2, 4, 6, 8, 10. 7 con tụ. Nó cứ mắc song song nhau các bạn. Đó. Và đây là cái mà mình cần chia sẻ các bạn. Để ngày mai các bạn cấy biến áp thì các bạn có thể biết được cách đấu như thế nào. Đúng không? Cái biến áp của nó, mới đầu của nó mình nhìn thấy này. Nó có hai dây màu xanh này này. Đó là đây. Hai dây màu xanh. Nó đè như thế này. Đen. Dây màu đen là GD rồi. Dây màu xanh lá cây này là 35V này. Các bạn thấy không? Dây màu xanh da trời nó là 70V. Đấy. 70V đấy là 70V so với cả GD nhé các bạn nhé. So với GD 0V thì dây màu đen này. Đấy, thành ra là người ta làm thế, thành ra rất là dễ bị nhầm. Và mình lấy một cái biến áp nguồn đối xứng như này, mình chỉ việc lấy hai nguồn 35V này mình đưa vào cầu nắn thôi, và hai nguồn 70V mình đưa vào cầu nắn là được. Đấy, người ta gây ghi như này thành gây hiểu lầm, rất dễ gây hiểu lầm. Người ta nghĩ là mình làm mắc nối tiếp nhau. Đây đến đây 35 rồi, đây đến đây là 70V này, họ đi nối tiếp nhau này, gây gây dễ gây hiểu lầm nha. Nhưng nó thực ra bên trong nó vẫn là nguồn âm dương các bạn. Và đến đây là kết thúc. Chúc các bạn là làm thành công nhé. Đẩy này thì mình ít làm lắm. Đây hôm nay mình gặp một con như thế này. Đấy. Đây các bạn có thể là giữ màn hình lại để chụp lại sơ đồ nhé. Chụp sơ đồ lại. Mấy xào là nhiều người làm các cái chợ bán nhé. Rồi. Chúc các bạn làm thành công nhé. Yeah.